Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong ngành giao thông vận tải. Theo đó, các địa phương xây dựng luồng xanh vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt khi ra vào thành phố. Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay tại các chốt ra vào của ô thành phố. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh của Trạm Cảnh sát Giao thông của ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang, mặc dù các phương tiện vận tải lưu thông qua chốt này đông nhưng rất thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc như trước đây. Khi đến chốt kiểm soát phòng dịch, người điều khiển phương tiện ngồi yên trên xe xuất trình phiếu ưu tiên có gắn mã QR code. Lực lượng chức năng kiểm soát bằng việc dùng điện thoại thông minh quét mã QR code dán trên kính xe để ghi nhận đầy đủ các thông tin về lái xe, hành trình vận chuyển. Lái xe không phải dừng lại khai báo, giảm ùn tắc tại các điểm chốt ra vào thành phố. Trước tình hình thực tế, khi triển khai các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại các cửa ngõ thành phố, thì cái lưu lượng phương tiện bị ùn ứ tại chốt nó áp lực. Sở Giao thông Vận tải đã có cấp một số thẻ ưu tiên cho một số loại phương tiện lưu thông qua các tuyến chốt một cách thuận lợi. Thì lực lượng chức năng tại chốt đã hỗ trợ các kiểm tra thông suốt cho những phương tiện đó, làm các thủ tục qua chốt một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Còn tại điểm chốt cửa ô Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, tuy không có nhiều xe vận tải liên tỉnh như trên tuyến quốc lộ 1A, nhưng lượng xe ra vào cảng Đà Nẵng thông qua chốt này cũng khá đông. Nhiều doanh nghiệp vận tải chưa đăng ký xe ưu tiên đi luồng xanh với Sở Giao thông Vận tải thành phố. Nhưng cán bộ chiến sĩ tại đây vẫn linh hoạt giải quyết nhanh theo từng trường hợp. Đối với những trường hợp lái xe đến từ vùng dịch, thì buộc xe phải quay đầu hoặc điều động người khác đến điều khiển phương tiện về bãi trả hàng, còn lái xe phải đi cách ly tập trung. Riêng trong sáng nay, tại hai chốt ở cửa ô Hòa Hải, Hòa Phước đã có 20 người buộc phải vào khu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Trước tiên là phân luồng xe ô tô, mô tô từng theo luồng. Những cái xe ở luồng xanh bây giờ trước tiên người khai báo y tế hoặc quét mã QR. Trường hợp những cái xe luồng xanh ra là người ta đã khai báo y tế và có xác định vào thành phố Đà Nẵng là có bảo hàng Đà Nẵng thì kiểm tra y tế và khai báo y tế, quét mã cho đi thông suốt. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng ra thông báo hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký hoạt động vận tải theo luồng xanh, ưu tiên cho vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phòng chống dịch bệnh để ra vào thành phố. Theo đó, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các phương tiện vận tải chở hàng hóa thiết yếu áp dụng luồng xanh được phép lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đường tránh qua hầm Hải Vân đi vào phía Nam và ngược lại. Từ đèo Hải Vân qua đường Nguyễn Văn Cừ vào đường Tạ Quang Bửu đến đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và ngược lại. Trên tuyến quốc lộ 1A, đường tránh Nam Hải Vân, đường Trường Sơn, cầu vượt Hòa Cầm, quốc lộ 1A, đi vào phía Nam và ngược lại.